khóc ạ. Khóc đấy. Ờ. Thật á? Ờ. Không mấy ngày. Không phải một tuần. Một tuần khóc một tuần. Khóc từ ngày này qua ngày khác. Mưa trôi cả bầu trời nắng chữa theo những nỗi. Hơi giống con điên một chút. Không ăn không uống. Khoảng một vài ngày. Như một cái bóng ma lù 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 cả ngày ạ. Đã bao giờ thất tình chưa? Chưa. Chưa bao giờ. Ừ. Thật. Thật. Thật luôn. Yêu ai đâu mà thất tình. Chị ăn. Cơm không? Ừ. Đấy là lý do vì sao bây giờ chị béo thế này. Hôm nay em ăn cho thật đã. Đi ăn. Ừ. Xem phim. Ừ. Làm đẹp. Đi tiêu tiền. Em đi ăn. Mua quần áo. Ừ. Chụp một cái ảnh thật là đẹp để đăng lên Facebook ấy. Thế em đi đăng ảnh gì? Em chửi người yêu hay là không, em không, không, không. Ảnh em đăng một cái ảnh thật là xinh và thật là tử tế. À. Mình đi spa rồi cắt tóc rồi cắt thứ thôi. Mình làm đẹp nè. Làm đẹp để làm gì? Ơ, mình làm đẹp mình ngắm thôi. Mình ngắm nữa. Mình ngắm thôi. Chứ không phải để người yêu cũng tiếc hả? Không. Mình làm đẹp để mình có người yêu mới. À, thế bây giờ có người yêu mới không? Rồi. Vừa thất tình hôm qua xong bây giờ đã có người yêu mới rồi. Mình làm đẹp mà, mình đẹp mình có quyền mà. Là con gái phải xinh. Kiếm một con gấu. Oh my god. Thế là em không thất tình nữa. À. Em đi kiếm tình mới, tình một đêm. Đi du lịch, đi thôi. Cứ đi thôi. Cứ đi thôi. Thất tình mà phát là bỏ hết mọi thứ lên. Xếp cho nghỉ mới được đi cơ. Anh sẽ đi đâu đấy thật xa. Chơi. Để thể hiện là khi anh không có người khác thì anh vẫn thấy thoải mái và hạnh phúc. Sau khi làm cái đấy ra thì anh còn làm gì đúng không? Chắc anh sẽ chơi điện tử. Chơi điện tử? Ờ. Đầu tư hết sạch tiền vào game. Thanh đầu tư được bao nhiêu tiền vào game rồi ạ? Cũng còn vài tỷ mà. Kiếm thằng bạn đi uống cho đỡ buồn. Lúc đấy em say quá em không nhớ làm gì. Rủ lũ bạn thân đi uống rượu thật là say. Xong rồi lúc say quá đấy là mới cầm điện thoại gọi cho người yêu cũ xong chửi tại sao anh làm thế, sao anh bỏ em, sao anh cắm sừng em bao giờ. Thế xong rồi người yêu cũ block số luôn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mình hợp nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng